Người đàn ông này đã vay của tôi hàng triệu đô để xây một ngôi nhà an toàn. Không chỉ không trả tiền, còn gác tôi sau khi thế giới bị đóng băng. Các vị, nghe nói mọi người đang có tiệc. Loại chuyện này, sao có thể thiếu sự tham gia của chúng tôi? Làm đi! Chú ơi, anh ta không chỉ có một khẩu súng. Anh ta đã nói dối chúng ta. Cứu mạng, chân tôi bị trúng đạn rồi. Mau kéo tôi về đi. Nhưng gánh nặng này chắc chắn phải được dọn sạch. Ai muốn sống thì hãy gót họ. Nếu không làm, họ sẽ nghĩ rằng bàn tay của họ không bị nhiễm tội lỗi. Nghĩ rằng tôi chỉ đang đàn áp họ. Nghĩ rằng họ chỉ chịu đựng sự sỉ nhục để sống. Bây giờ, người đã làm điều đó đứng bên trái. Người không động tay đứng bên phải. Anh làm gì vậy? Tôi vừa thấy rõ ràng anh không làm gì cả. Mau cút đi. Muốn chơi trong đội của chúng tôi, mà vừa rồi lại chẳng làm gì cả. Tự cho mình là cao cả, và không muốn động tay. Bây giờ cảm thấy mạng sống không được đảm bảo, như nước đục câu cá. Một trong hai người gắt họ, thì có thể vào đội. Rất tốt, các cô được vào đội. Lúc này tôi đang điểm lại người. Trong đội ngũ động tay vừa rồi có tổng cộng 27 người, còn lại 8 người không động tay. Băng giá đang đến, phải dọn dẹp sạch. Những người này thậm chí đã đến giới hạn. Rõ ràng có khát vọng đối với cuộc sống, nhưng vẫn bị trói buộc bởi lòng trắc ẩn tràn ngập của chính mình. Đối với loại này tôi tuyệt đối không thể giữ lại. Cất hết đi. Được rồi, nếu các người đã sống sót, tôi cũng sẽ không gớt các người. Người nằm trên mặt đất bây giờ là phần thưởng của tôi dành cho các người. Các người bây giờ giống như Trương Nghị nói vậy, có hai lựa chọn, hoặc là chết đói, hoặc là ăn chúng. Đăng Ang Ngư, mày thật tàn nhẫn. Còn về cái xác, những người khác đều ăn, không ăn thì sẽ chết đói. Về vấn đề này, sự đồng thuận của nhóm người đã đạt được đơn giản như vậy. Chúc mừng ký chủ trong kế hoạch làm Trương Nghị thất bại. Tăng tiến độ kế hoạch lên 10%. Mở rộng không gian hệ thống lên 1.300 m². Phần thưởng bến nước không giới hạn. Tôi không lưu trữ nước, chủ yếu là năng lực không gian mà hệ thống đưa ra được đặt bên này. Để nước vào có chút lãng phí. Và tôi nghĩ băng phòng sắp đến, dùng nước tiết hóa là được rồi. Ai biết nước đá hóa ở đây lại có mùi lạ. Nó có mùi vị khủng khiếp. Đúng vậy, đây mới là nước. Vũ Phong, lên đây. Vật tư đều là cậu quản. Mấy ngày nay, chúng ta có cần bổ sung gì không? Vâng, với dự trữ hiện tại, thời gian ngắn không có vấn đề gì. Tình hình tiêu thụ hiện nay trong thời gian hỗ trợ một năm vẫn là quá đủ. Thịt đông lạnh trong thời tiết này sẽ không có vấn đề gì xấu. Rau củ cũng có thể bổ sung trực tiếp vitamin. Nhưng, em nghĩ chúng ta đang thiếu hỏa lực. Bây giờ trung bình mỗi người chỉ có 150 viên. Nếu sau này nổ ra thêm vài lần xung đột nữa, thì không còn nữa. Lão đại anh xem, có thể bổ sung được không? Được, chuyện này tôi biết rồi. Các cậu về chuẩn bị đi, có lẽ một lúc nữa chúng ta phải ra khỏi cửa. Sao vậy lão đại? Em cảm thấy anh có chút không vui. Không sao, một thời gian nữa tôi có thể phải đi xa một thời gian. Trong thời gian này chúng ta sẽ lau súng nhiều hơn, diễn tập nhiều hơn sau khi ra ngoài. Anh Ngưu, tôi có thể đến nhà anh không? Chu Khả Nhi kia không có gì tốt cả. Thân thể tôi đẹp hơn cô ta. Nếu không anh cho tôi vào nhà, quan sát thật kỹ. Anh Ngưu, anh đừng nghe lời họ. Mặc dù tôi là một người đàn ông, nhưng cuộc đời ngắn ngủi. Cũng tạm được, nếu không anh thử xem. Mau bỏ tới cho lão tử. Xin chào các bạn khán giả trên cả nước. Tôi là Hoàng Từ Viễn, hiện đang phụ trách các hoạt động cứu hộ ở miền Nam nước ta. Bây giờ khó khăn cứu trợ thiên tai tăng lên, nhưng chúng tôi vẫn đang làm hết sức mình. Trong môi trường cực kỳ khắc nghiệt này, chúng ta cũng có rất nhiều người chết. Thậm chí hầu hết họ đều là chỉ huy tuyến đầu. Họ để lại cơ hội điều trị cho những người bạn trẻ hơn của chúng tôi. Cuối cùng chôn mình trong cơn bão tuyết này. Hoàng Từ Viễn lộ vẻ đau buồn trên máy quay, nhưng nhóm chủ sở hữu của khu phố lại cãi nhau thành một nhóm. Hoàng Từ Viễn này, ở bên kia giả vờ làm gì vậy? Nhiệm vụ của các người là cứu người. Nhanh đến thiên hà của chúng tôi đi. Ai quan tâm họ chết bao nhiêu người? Tôi chỉ biết họ còn không qua đây. Số lương thực còn lại của tôi sẽ không tồn tại được một tuần. Mau đến cứu tôi đi. Hậu cần đâu? Giám đốc bộ phận tiếp tế quân sự làm gì để ăn? Tại sao bên trong người lính này không có quần áo giữ ấm? Thủ trưởng, anh ta là trưởng bộ phận tiếp tế. Cựu giám đốc đã bị chết cóng rồi. Anh ta mới tiếp quản vài ngày trước. Khi thời gian đóng băng ngày càng dài, thời lượng tin tức cũng ngày càng ngắn lại. Mọi người trong tiểu khu Nhạc Sơn đều nghênh đón một làn sóng tuyệt vọng mới. Những người không ích kỷ đã sớm lao vào nguy hiểm của công tác cứu hộ. Vì vậy dưới sự lệch lạc của người sống sót, những người có thể nói chuyện trong nhóm vẫn ở đây chờ cứu hộ. Có thể là thiên hướng ích kỷ hơn. Tất nhiên, những người ở nhà cũng có tôi. Tôi thừa nhận sự ích kỷ của mình, nhưng tôi sẽ không bao giờ phủ nhận sự vĩ đại của những người đó. Dù sao tôi cũng không giống như họ ở nhà chịu đói và chịu lạnh. Bên kia, Trương Hồng lại bịa ra một số lý do ngẫu nhiên để hàng xóm phân phối vật tư thống nhất. Dưới sự đe dọa của Trương Hồng, không ngừng có người trong nhóm báo cáo vật tư của mình. Trương Hồng nhếch miệng, biểu hiện nụ cười điên cuồng. Đều là của tôi, tất cả đều là của tôi. Hồ Tử, chúng ta có thể sống tiếp rồi.
Di Trương, khi nào thì phân phối vật tư vậy? Nhà tôi không còn thức ăn nữa rồi, hiện tại vẫn đang thống kê. Và trên đó không có thông báo nào được gửi ngay bây giờ. Xin mọi người hãy kiên nhẫn chờ đợi. Trương Hồng à, bà đúng là một trợ giúp lớn. Tôi đang lo lắng những người không bị Trương Nghị gọi, làm sao có thể thu phục được. Bà thật sự là đang buồn ngủ thì đưa gối đến. Trương Hồng, tổ tiên ba họ nhà bà, cha mẹ bà nữa chứ, mở cửa. Bà có xứng đáng với chúng tôi không? Chả đây, những người từng giao lương thực đều rất tức giận. Còn những người không giao lương thực nhân cơ hội hả hê. Nhìn xem bây giờ các người cãi nhau dữ dội như thế nào. Lúc trước giao đồ vui như thế nào. Là hết ông sòm, vẫn tin vào ủy ban khu phố. Trong băng giá bản thân con người cũng nóng này. Sự việc nhanh chóng chuyển từ tấn công ngôn ngữ sang phê bình vật lý. Cảm xúc tích lũy gần như đầy rồi. Đến lúc bắt đầu biểu diễn rồi. Đi thôi, bên ngoài ồn ào quá. Chúng ta cũng phải giúp đỡ một chút. Đánh đi, vừa rồi không phải đều cãi nhau rất vui sao? Tiếp tục đi, cả hai bên đều nhìn chằm chằm vào tôi, không có ý định làm gì cả. Điều này khiến tôi hơi tức giận. Chúng tốt hơn các người nhiều phải không? Lập tức làm cho tôi, không muốn đánh thì chết đi cho tôi. Đừng mà, tôi không đánh đâu, đây là địa ngục, tôi phải quay về, cho tôi về đi. Muốn chạy trước khi có kết quả, tôi đã đồng ý chưa? Tiếp tục cót cho tôi, không ai được phép đi cho đến khi thắng thua được quyết định, nếu không sẽ kết cục giống như hắn. Cảm ơn các bạn đã cho tôi một màn trình diễn tuyệt vời. Mặc dù đầu hổ đuôi rắn, nhưng nói chung có thể xem được. Nếu như thắng bại đã phân, vậy người chiến thắng ở lại. Kẻ thua cuộc bây giờ liền trực tiếp giao phó mạng ở đây đi. Dù sao về cũng là chết, tôi cũng coi như giúp họ một chút. Các bạn có ý kiến gì không? Lúc này, những người đã đói nhiều ngày này ở trước mặt tôi ngoan ngoãn như mèo con. Đối với tôi không có bất kỳ tâm tư muốn phản kháng nào. Được rồi, những thi thể này thực ra các bạn cũng có thể lấy đi. Nhưng thứ này hoàn toàn tự nguyện. Bây giờ các bạn đã thắng, vậy thì nên nhận phần thưởng thuộc về người chiến thắng. Mà lúc này Trương Hồng đứng ở cửa dùng mắt mèo nhìn trộm, đã bị chuyện xảy ra bên ngoài làm cho sợ hãi run rẩy. Bà ta vốn tưởng rằng hai bên người đó sẽ đánh nhau cả hai đều thua, không có thời gian chăm sóc bà ta. Nhưng sự tham gia của tôi đã thay đổi tình hình. Chủ Lưu, mở cửa cho tôi. Được rồi lão đại.